Chào mừng quý vị và các bạn là phần nội thất sáng choang, dày đặc linh kiện của chiếc âm ly Sansui Moden 2000X. Đây là một sản phẩm mà được sản xuất vào khoảng những năm 1970-1975 do hãng Sansui sản xuất cho thị trường Mỹ. Một sản phẩm rất đáng chơi của thương hiệu Sansui. Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề, video ngày hôm nay Tiến Dũng test một bộ 3 thiết bị nghe nhạc chuyên nghiệp. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay, thể theo yêu cầu của một bác khách ở tỉnh xa, đó là cặp loa JBL Moden L100 Century với mức giá chỉ ngoài 30, kết hợp với một chiếc âm ly Sansui 2000X mức giá 16,5 triệu và một chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao, chiếc Fio K9 với mức giá chỉ ngoài 10 triệu. Có rất nhiều ý kiến, quan điểm của các anh em chơi audio cho là chiếc âm ly Sansui 2000X chỉ phù hợp với các dòng loa Nhật, loa mắt cáo, cổ. Tuy nhiên thì theo quan điểm của cá nhân tôi và kinh nghiệm phối ghép thiết bị âm thanh thì đây là một chiếc âm ly có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường. Một chiếc âm ly không biết kém cặp loa nào. Và các dòng loa như của Nhật, của Mỹ, bass 30cm đổ lại thì chiếc 2000X phối ghép rất ăn ý. Nó sẽ rất tuyệt vời khi quý vị và các bạn phối ghép với các dòng loa như là JBL 4311, 4312, L100 Century, v.v. Chúng ta sẽ cùng test ra một vài đoạn nhạc chất lượng cao, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn có thể liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và hãy truy cập trang web tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc chất lượng cao từ app nghe nhạc. My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, now I lost my best girl. Was a real good woman, never done me no harm. She was a real good woman, never done me no harm. But I loved another woman, now she's up and she's gone. Độ chi tiết rất cao và các âm thanh rất tuyệt vời của một bản nhạc blues jazz mà chúng ta vừa nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc nhạc vàng Gặp Nhau Làm Chi của Trường Vũ. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ ba thiết bị được phối ghép rất ăn ý bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thông qua video vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng thấy chiếc âm ly Sansui 2000X phối ghép rất tốt với các dòng loa Mỹ như là JBL L100 Century. Có thể nói là nó không thua kém các dòng loa âm ly như kiểu Lussmann L80 hay là như kiểu Marantz 1150 MK2 mà anh em thường phối ghép. Chiếc âm ly Sansui Moden 2000X với tình trạng hàng Mỹ về, đây là hàng Nhật xuất Mỹ. Đây là một chiếc âm ly cổ rất đáng chơi của thương hiệu Sansui Nhật.
Chiếc ly này được sản xuất vào năm 1972. Sansui 2000X có rất nhiều phiên bản điện đa cầu công suất nguồn là 50W, rồi phiên bản 70W, rồi phiên bản 150W và phiên bản có cấu hình lớn nhất, công suất lớn nhất là phiên bản 170W. Tiến Dũng đang giới thiệu đến quý vị và các bạn này về chiếc âm ly Sansui phiên bản 170W. Chiếc này cho âm thanh rất tuyệt vời. Đây là hàng ship trực tiếp từ Mỹ về với tình trạng zin nguyên bản rất đẹp và gỗ zin theo máy. Quý vị và các bạn đều biết là tôi là một kỹ thuật điện tử thiết bị âm thanh rất lâu năm, và với những sản phẩm do Tiến Dũng tuyển chọn và phục vụ thì quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng âm thanh và khả năng phối ghép. Chiếc âm ly Sansui model 2000X mức giá Tiến Dũng đang phục vụ chỉ 16.500.000 với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của chiếc âm ly Sansui 2000X. Trước mắt quý vị và các bạn là phần nội thất sáng choang, dày đặc linh kiện của chiếc âm ly Sansui model 2000X. Đây là một sản phẩm mà được sản xuất vào khoảng những năm 1970-1975 do hãng Sansui sản xuất cho thị trường Mỹ. Một sản phẩm rất đáng chơi của thương hiệu Sansui. Với dòng này máy sử dụng 4 sò sắt Sanken và xuất âm tụ. Quý vị và các bạn có thể phối ghép chiếc âm ly này với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 30cm đổ lại. Và tiếp theo phía trên này đó là chiếc đầu giải mã DC rất hot trong thời gian vừa qua với phân khúc giá ngoài 10 triệu. Đó chính là chiếc Fio K9. Fio K9 có vóc dáng khá lớn hơn so với một số các dòng thế hệ mới. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng 20cm. Đây là một chiếc toàn thân vỏ nhôm phai. Vỏ máy của nó cầm rất chắc tay, chiếc này rất nặng. Fio K9 là sản phẩm hàng của Trung Quốc và sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Đây là những tiêu chuẩn rất khắt khe và cao cấp về thiết bị điện tử. Chiếc này giải mã 32 bit, sử dụng đến 2 chip giải mã. Máy đạt chuẩn Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và được hỗ trợ mạch THX788+ kép cho âm thanh rõ nét và vô cùng mạnh mẽ. Đây là giao thức phía mặt sau của chiếc đầu giải mã DC Fio K9. Chiếc này kết nối rất nhiều cổng như là cổng Bluetooth 5.1, cổng USB để giao tiếp với máy tính hoặc giao tiếp với điện thoại hoặc iPad giống như Tiến Dũng đang sử dụng ở đây. Cổng Optical giao tiếp với TV Ethernet. Cổng Line-in sử dụng như là một chiếc rề. Máy này xuất ra ở hai cổng âm thanh, một là cổng RCA và hai là cổng ba lăng. Quý vị và các bạn, những anh em có hai dàn âm thanh thì chúng ta có thể xuất tín hiệu ra cùng một lúc hai dàn âm thanh. Chiếc này sử dụng biến áp cho nên chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn về dòng điện: điện 115V cho thị trường Mỹ và điện 230V cho thị trường châu Âu. Đây là một sản phẩm rất cao cấp của thương hiệu Fio, chỉ đứng sau Fio K9 Pro ESS mức giá 20.900.000 ở đây. Fio K9 với tình trạng mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, mức giá bên Mỹ hiện nay khoảng 14 triệu. Mức giá hãng hiện nay ở các khu vực Việt Nam là khoảng 12.500.000. Và Tiến Dũng phục vụ trong đợt hàng này với mức giá chỉ 12 triệu bản UL. Bản UL là bản dành cho thị trường Mỹ với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp như thế này. Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng riêng cho sản phẩm này. Đó là một cặp dây ba lăng Roen của Ý và một dây optical, dây quang. Hai món quà này trị giá 600.000 thì Dũng sẽ dành tặng cho Fio K9. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm chính hãng, chất lượng và với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Fio K9 sẽ là bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Thủ tục mua sản phẩm vô cùng đơn giản. Quý vị và các bạn có thể chuyển tiền trước đủ một lượt, Tiến Dũng bao luôn phí vận chuyển, hoặc đặt cọc trước 20% giá trị món đồ, Tiến Dũng sẽ ship và anh em sẽ chi trả nốt phí thu hộ COD. Với các hình thức đặt cọc và thu hộ tiền COD thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phía bên đây là cặp loa mà chúng ta vừa nghe, đó chính là cặp JBL model L100 Century. Đây là một cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu JBL Mỹ, được sản xuất vào khoảng những năm 1972. Một bass 30cm màng giấy
dẫn xếp vải tầm dầu, một mic 12 và một loa chép giấy. Cặp loa với tình trạng hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ, zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mức giá làng của cặp loa này là khoảng 33-34 triệu. Trong đợt hàng này thì Dũng phục vụ với mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều, chỉ 32 triệu. Tất cả thì Dũng bao zin và bao đúng hàng Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Sản phẩm này quý vị và các bạn có thể chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh, ngay cả những bản nhạc dạng nhạc sống ở trên YouTube cũng chơi rất tốt. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc sống ở trên TV Internet. Với chiếc Fio K9 này chúng ta có thể kết nối với TV Internet hoặc kết nối với điện thoại như Tiến Dũng vừa kết nối với iPad. Sử dụng để làm nguồn phát chuyên nghiệp, nghe nhạc và hát karaoke. Đó là âm thanh của JBL L100 Saturi. Đây là e-căng lưới ngoài của loa. Tất cả zin nguyên bản rất đẹp, sơn e-căng còn zin theo loa có các dấu mộc ở đây. Mức giá chỉ 32 triệu cho cặp loa JBL L100 Saturi. Phía dưới này là chiếc âm ly Marang. Đây cũng là một model rất đáng chơi và phối ghép rất ăn ý với các dòng loa Mỹ như kiểu L100 Saturi. Marang 1150 MK2. Chiếc này hàng Mỹ sản xuất tại Nhật. Với tình trạng zin nguyên bản còn vỏ gỗ zin. Mức giá của Marang 1150 MK2 là 18 triệu. Hiện nay thì Dũng cũng có một chiếc nữa không có vỏ gỗ, mức giá 17 triệu. Tất cả những sản phẩm thì Dũng đều bao zin và bao đúng hàng bãi xịn. Hiện nay chúng tôi cũng đang là đại lý chính thức của những thiết bị, những chiếc đầu giải mã DC32bit nhạc chất lượng cao, chuẩn Hi-Res Audio. Tất cả đều là hàng chính hãng. Và đây là những thương hiệu, những model hot trend nhất trên thị trường hiện nay. Các thương hiệu như là Topin, như là Fio, như là iFi. Với phân khúc giá dao động từ 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Đây là những sản phẩm rất hot trend trên thị trường. Quý vị và các bạn có thể kiểm chứng bằng cách là lên trang ebay.com và bấm DAC, tìm kiếm DAC thì những sản phẩm này bên Mỹ anh em chơi audio sử dụng rất nhiều. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio và các sản phẩm đầu giải mã DAC. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.